Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một quán hủ tiếu Nam Giang xương ống bò viên luôn nha, và đặc biệt là hủ tiếu khô. Và quán này nằm ngay chợ đêm Lấp Giò của mình đấy. Và chợ đêm thì các bạn biết là hoạt động là bắt đầu từ 17 giờ là 5 giờ chiều đến khoảng là 9 giờ tối. Và giờ này là khoảng 6 giờ chiều tối ha. Và ấn tượng đầu tiên khi các bạn vào quán là các bạn sẽ thấy là có nước trà đá miễn phí nha. Trà đá miễn phí, đây những thùng nước và ly tách rất là sạch sẽ, tươm tất. Vào đây các bạn ăn thì trà đá thì được miễn phí. Và trên bàn thì các bạn nhìn thấy rất là đầy đủ luôn nha. Đó. Mỗi một bàn ăn thì dọn rất là đầy đủ. Đó. Và đây là cái quầy hiệu hủ tiếu nha. Mì nè, mình thấy có hoành thánh nữa nè ha. Rồi xương ống, rồi tôm, rồi thịt bằm, trứng cút ha. Rồi tô hành tỏi phi rất là hấp dẫn. Thì chủ quán người đứng nấu là một em trai còn rất là trẻ nha. Và em là bán chính đó, còn ba mẹ thì phụ đó. Phụ vào bịch cột lại để giao cho khách hàng mang về. Đó, đây là ba mẹ của em, và ba thì cũng tiếp bưng hủ tiếu cho khách đó. Thì ba mẹ cũng đã có tuổi rồi ha, nên là không có đứng bán mà chỉ phụ tiếp con trai thôi đó. Thì cũng được biết là ngày xưa là hai bác bán hủ tiếu ở chợ Lấp Giò cũ của mình đó các bạn. Bây giờ có tuổi rồi nên là giao cái tiệm hủ tiếu này lại cho con trai đó. Và hai bác thì chỉ phụ tiếp em thôi ha. Các cái thao tác các bạn thấy rất là nhanh lẹ luôn nha, rất là chuyên nghiệp luôn. Và bác gái thì cột bịch cũng chuyên nghiệp lắm. Cái bịch hủ tiếu nóng nhưng mà bác cột rất là chắc nha, và rất là chuẩn luôn. Còn bác trai thì bưng có cái mâm nhỏ, tại vì có bắt những cái bàn ở ngoài sân nữa cho nó mát ha. Và nhiều khi đắt khách quá thì có ké bên cái tiệm nước đối diện đó các bạn. Các bạn ăn hủ tiếu thì có thể ngồi bên quán nước đối diện. Và bác trai thì bưng hủ tiếu. Thì mình thấy gia đình là có ba người thôi ha. Em trai thì đứng quầy bán chính rồi đó. Nồi nước súp rất là trong nha. Đặc biệt là nước súp rất là trong các bạn, và rất là nóng.
Thì hôm nay nhà mình ăn hủ tiếu Nam Giang và hủ tiếu xương ống. Hấp dẫn chưa? Ớt sừng trâu mà bỏ vào chén nước tương thì khỏi phải nói rồi ha. Thơm nồng nàn luôn. Dĩa rau sống thì rất là xanh. Và đặc biệt 2 ly trà đá rất là hấp dẫn luôn. Trên bàn thì đầy đủ nha. À, có dưa tỏi nè, rồi ớt sa tế nè, tương xay tương ớt và nước tương. Rồi đây là tô hủ tiếu xương ống nha. Đó, các bạn nhìn thấy tô nước súp trong mà chiếu lấp lánh lấp lánh. À, có nghĩa là béo lắm đây. Bởi vì là luộc xương ống nhiều nên là tỉ nó ra, nên là cái nước súp nó trong nhưng mà nó lấp lánh cái nước tỉ các bạn. Cái xương ống vẫn còn tỉ đặc ở trong cái ống xương nha các bạn. Ống xương không có chẻ ra làm hai nên là tỉ nó vẫn còn nguyên ở trong cái ống xương. Dưa tỏi, giòn và thơm lắm các bạn. Tại vì mình cũng đã đến đây ăn nhiều lần rồi, nên là cái mùi vị hay là cái hương vị và các cái nguyên liệu ở đây thì mình cũng đã có thử qua rồi. Như là tô hủ tiếu Nam Giang thì có trứng cút nè, tôm nè, rồi tim nè, có rồi thịt sắc mỏng nha và thịt băm. Rồi mời các bạn dùng hủ tiếu với nhà mình nhé. Hủ tiếu rất là dai, nước ngọt thanh và béo. Hủ tiếu dai mềm. Thịt thì rất là tươi nha các bạn. Nói chung là nguyên tô hủ tiếu là mình ăn nghe cái mùi rất là thơm đó, không có nghe cái mùi mà mùi thịt đó các bạn, mùi thịt heo đó. Bởi vì ở đây xử lý rất là kỹ nên là mình ăn nó thơm, thịt nó thơm ngọt. Chứ nhiều khi mà mình xử lý cái thịt heo nó không kỹ đó thì chúng ta ăn còn nghe cái mùi, ta nói là mùi mùi heo. Còn này thì thịt nó tươi đó, nên mình ăn tô hủ tiếu mình thấy rất là thơm, thơm mùi thịt đó và rất là ngọt.
Rồi nha các bạn, đây mình giới thiệu luôn nha, tôm nè, tôm rất là to và tươi luôn nha. Rồi hai phần hủ tiếu Nam Giang nha các bạn, ba phần luôn nha. Rồi tim, rồi xương ống luôn nha, quá chừng đủ thịt, nhìn hấp dẫn quá bà con ơi. Đặc biệt là tim ở đây là trụng vừa chín tới nên là nó rất là giòn luôn nha các bạn, rất là giòn. Thường em hay thường xuyên ăn hủ tiếu ở đây vậy không? Dạ, thường xuyên thấy như thế nào em? Ngon, ngon ha. Cô cũng thường xuyên đến ăn hủ tiếu Nam Giang đây, cái mùi nó rất là thơm ha. Dạ, rất là ngon luôn. Hủ tiếu, cái cộng hủ tiếu ngon. Con có ăn đây không con? Hả, có ha. Chung là đây là khách thường xuyên luôn đó nha. Nghịch ánh sáng này không thấy rõ. Rồi ba bịch hủ tiếu Nam Giang đem về luôn này nha. Hủ tiếu khô cũng ngon mà. Hủ tiếu khô cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Nhìn cái tủ xương ống là hấp dẫn rồi đó. Với tôm, tôm tươi lắm nha các bạn, mà con to lắm nha. Rồi tôm tươi ăn ngọt, thơm, giòn lắm á. Không chỉ có hủ tiếu Nam Giang mà có mì nữa nha. Mì sợi nhỏ, sợi to, rồi bánh canh, rồi nuôi nữa, rồi hoành thánh nữa nha. Rất là nhiều loại luôn. Khoan xương hay là ăn thịt? Đúng rồi. Ăn thịt ha. Vậy là hai phần thịt, một phần xương nha. Rồi, hai phần thịt, một phần xương. Xương bà lớn. Nhân thích con có ăn hoành thánh không? Có ăn hoành thánh chưa? Chưa ăn hoành thánh ha. Hoành thánh ngon. Còn đây cũng là thợ luôn nha, mà thợ chuyên môn là cột bịch đó. Chuyên nghiệp luôn nha các bạn, cột là chính xác luôn đó. Ba phần như vậy gì? À, 80 bé cưng gì? Bé thì phải xương thì 30, tiếng thì lớn luôn. Khách hàng dễ thương thấy ghê không? Khách hàng rất là dễ thương các bạn. Mua xong biết cảm ơn người đã làm ra sản phẩm nha. Xong rồi mình mới dám hỏi ông chủ trẻ nha. Cô chào em. Dạ, chào cô. Em cung cấp thêm một số thông tin để quý khách hàng biết thêm về quán của mình nha. Cô hỏi là quán mình mở cửa vào lúc mấy giờ em? Dạ, từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối cô. Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối nha các bạn. Buổi sáng không có bán nữa em? Dạ, buổi sáng là không có bán cô. Buổi sáng thì không có bán. Vậy thì quầy hủ tiếu chúng ta là mở cửa vào lúc là 3 giờ chiều, 15 giờ đó các bạn, rồi đến 9 giờ tối. Như là mình bán theo chợ đêm hả các em? Dạ. Bán theo chợ đêm lắp giò mình đó các bạn. Thì từ lúc 3 giờ chiều đó thì bắt đầu chợ đêm mình là các cái hàng quán cũng mới bắt đầu là mở cửa ha, để phục vụ bà con, phục vụ chợ đêm lắp giò của mình đó. Và em có thể giới thiệu thêm cho bà con mình biết là ở đây mình có những cái mặt hàng nào, những cái loại nào vậy em? Dạ là ngoài hủ tiếu ra em có hoành thánh, nuôi, mì, bánh canh. Hoành thánh, nuôi, mì, bánh canh nữa. Với nha các bạn. Hủ tiếu khô, hủ tiếu khô là đặc biệt của quán em. Của quán luôn ha. Dạ. Và em giới thiệu là có món hủ tiếu khô là đặc biệt của quán mình luôn đó nha.
Và tiệm mình là mở hồi từ khi nào em? Mấy dạ, năm được, rồi em? 2 năm rồi chị. Lúc trước má em bán ngoài chợ đó, sau mới giờ về nhà bán. Vậy thì mình mở nơi đây á, tại chợ đêm này thì mới 2 năm thôi nha các bạn. Nhưng mà trước đây là ba má của bạn đã có bán ở chợ cũ Lắp Giò của mình là mười mấy năm luôn đó. Chợ cũ Lắp Giò mình trước đây thì mình cũng có, khi mà bác bán đó thì cô cũng có ghé ăn. Lúc ở chợ cũ Lắp Giò đó là bán được mười mấy năm luôn. Và ăn thì cô thấy rất là ngon, cũng như nhiều khách hàng cũng khen tiệm em hủ tiếu rất là ngon luôn, mùi rất thơm đặc trưng. Vậy em học bí quyết từ đâu mà nấu ngon dữ vậy trời? Dạ má em chỉ em cô. Má em chỉ hả, truyền lại bí kíp cho em ha. Dạ. Thì các bạn ơi, tuy là mới mở ở chợ đêm này 2 năm nhưng mà tiệm hủ tiếu Nam Vang của mình đã có truyền thống cũng lâu đời nha, cũng là mười mấy năm rồi. Thì trước đây là ba mẹ bán, rồi sau này là truyền bí kíp nấu hủ tiếu lại cho con trai. Thành thử ra khi các bạn đến đây ăn, các bạn thấy một cái mùi gì rất là thơm ngon, đặc trưng luôn nha. Hủ tiếu Nam Vang thì rõ cái mùi vị của hủ tiếu Nam Vang. Rồi đặc biệt là mình cũng có ăn hủ tiếu khô rất là ngon luôn nha. Thì các bạn có đi đến chợ đêm Lắp Vò của mình đó, thì hãy đến hủ tiếu Nam Vang xương ống bò viên, đặc biệt là hủ tiếu khô nha các bạn, ủng hộ cho bạn trẻ ha, cũng như ủng hộ cho hai bác cũng đã lớn tuổi rồi ha. Và bây giờ hai bác đã nghỉ hưu rồi và truyền nghề lại cho con trai ha. Và hai bác thì chỉ tiếp là bưng thôi ha, tiếp bưng hủ tiếu với là cột bịch lại cho những khách hàng là mua đem về đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Các bạn có đến chợ đêm, hãy ủng hộ cho bà con mình buôn bán ở chợ đêm Lắp Giò nhé.